Em chào chị trước ấy. Em thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa Việt Nam, chúng em xin chân thành cảm ơn chị đã cho phép chúng em đến đây để phỏng vấn chị. Xin chị cho chúng em được biết tên và vài hàng tiểu sử như là chị sinh ra năm nào và ở đâu không ạ? Vâng, tôi tên là Dương Thu Hương và đến ngày hôm nay thì chưa có một cái danh hiệu nào khác. Ngày mai thì chưa biết, nhưng đến hôm nay thì kể cả trong cuộc sống bình thường lẫn khi viết, tôi chỉ có một tên cha cha sinh mẹ đẻ đặt là Dương Thu Hương. Tôi sinh ngày trên giấy tờ là mùng 3 tháng 1 năm 47. Nhưng mà về thực tế thì chậm hơn một vài chục ngày. Nhưng mà chị biết rằng đấy là thời chiến tranh. Chuyện khi làm giấy khai sinh là gia đình tôi làm rất là chậm, bởi vì cũng thời ly loạn. Thưa chị thì chị đang hiện ở đâu ạ? Hiện giờ thì tôi ở Paris. Thưa chị, nói về quê hương thì chị có thể nói về cái nơi sinh trưởng của chị đó, chị có cái kỷ niệm gì đẹp chị vẫn còn nhớ mà bây giờ mỗi lần nói đến chị vẫn còn mường tượng trong đầu được không? Khi sinh ra thì tôi sinh ở Thái Bình. Nhưng mà làm sao mà nhớ được, bởi vì gần 2 tuổi thì tôi rời Thái Bình là quê cha để lên sống ở làng Đạo Ngạn ven bờ sông Cầu là quê mẹ. Thì có lẽ những cái kỷ niệm tôi còn nhớ đầu tiên ấy chính là cái làng Đạo Ngạn ở bên kia sông Cầu. Nếu ta tính ở Hà Nội, nếu ta đứng từ Hà Nội nhìn ra thì bên kia sông Cầu đấy là làng Đạo Ngạn thuộc huyện Việt Yên, trước đây là tỉnh Bắc Giang. Một thời thì chính phủ Việt Nam đã sát nhập Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi sau hai tỉnh đó đánh nhau lâu quá họ lại phải chia ra. Thì bây giờ vẫn là Bắc Giang thì phải. Lâu quá tôi cũng không để ý tình hình hành chính trong nước, nhưng mà có lẽ hai tỉnh đó lại tách lại Bắc Ninh và Bắc Giang. Thưa chị, như vậy là dân chúng trong làng họ làm nghề gì để sinh sống còn đông ạ? Làng Đạo Ngạn thì nên nhớ lúc đó tôi còn rất bé, tôi chỉ có kỷ niệm về phong cảnh đấy. Thì nhưng mà làng Đạo Ngạn là một làng hỗn hợp rất là nhiều thứ nghề. Họ không chỉ làm ruộng mà họ còn làm những nghề khác như là bán thịt lợn, thịt bò, thịt trâu đấy. Tại vì tôi vẫn nhớ những cái ánh lửa của những cái nhà họ làm thịt lợn buổi sớm ấy, rồi họ đi bán. Thế mà nửa làng thì là người đi đạo, vì thế mới gọi là Đạo Ngạn. Có một cái khu vợ à, xin lỗi có một cái nhà tu ở đấy, và tôi vẫn nhớ nó có một cái ao rất rộng và rất nhiều cây dừa trồng xung quanh. Sau này thì người ta nói là người trồng dừa đấy là trước đây những cái tù nhân người Chàm được điều về làm nô lệ cho một lãnh chúa nào đó của Việt Nam sau cuộc chiến tranh giữa người Việt và người Chàm, thì họ trồng những cây dừa đó và họ còn làm nghề mộc ở đó. Tóm lại làng Đạo Ngạn so với các làng Việt Nam khác thì khá đặc biệt, tại vì nó không thuần túy làm ruộng. Thế chị thuở bé đó, cô, như vậy cái trò vui chơi của chị và các người trong chị bạn trong làng là chơi cái gì trong cái khung cảnh như vậy? Các chị có những giờ rảnh rỗi thì các chị chơi đùa cái gì? Câu hỏi rất là quý tộc. Khi tôi còn bé quá thì là lúc đó là chiến tranh, đúng không? Chiến tranh, ngôi nhà tôi do ông bác tôi Ngô Đức Chiết xây thì đã bị móc chia của Pháp ở bên đồn Rousselet, nó nát tan ra, bởi vì cái nhà đó rất rộng và du kích cộng sản thường núp ở đằng sau lưng bốn bức tường đấy để mà đánh lại Pháp, cho nên Pháp nó câu nát cái nhà đó ra và nó đền cho một số tiền rất là tượng trưng để mà mẹ tôi và bà ngoại tôi mua một cái nhà nhỏ gọi là nhà viện chợ Mỹ, tức là nó rộng có mấy chục mét vuông thôi. Và trong khi đó nhà cũ của chúng tôi ấy là xây theo kiểu cổ hình chữ môn và hai bên nhà ngang có thể chứa được mấy chục gia đình nông dân nghèo họ hàng đó. Thì cái kỷ niệm của tôi về cái nhà đầu tiên chính là cái nhà đấy. Cho nên là sau này năm 75 mà vào giải phóng nhà ông bác bên họ Dương, nhà ông Dương Đình Thung đó, thì tôi cũng không có ngạc nhiên, bởi vì là
so với cái nhà cũ ở thời Lão Ngạn ấy thì nó cũng không, nó chỉ là nhiều tầng thôi, nhưng nó không thể lớn như vậy được, bởi vì cái nhà cũ, nhà Lão Ngạn là nhà mà ông bác ông Chiết đấy, là ông ấy phải lấy gỗ từ Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum ra làm, nó làm cái nhà rất là hoành tráng, rất là đắt. Chị mới nói đến nhà viện trợ Mỹ lúc đó mà đã có những cái Năm năm nhà. ba là sau khi Pháp mà nó câu nát cái nhà của tôi ra cùng tất cả những cái nhà khác đấy, thì bởi vì mẹ tôi là công chức mà, tức là giáo viên, gọi là giáo viên tiểu học thôi, thì nó cũng phải đền một số tiền. Thì khi nhà, dãy nhà phố Tiền An số 215, nhà chúng tôi ở suốt cả thời nhỏ học tiểu học cũng như trung học đó, là dãy nhà đó được gọi là nhà viện trợ Mỹ. Mà viện trợ Mỹ thì như sau này chị biết là viện trợ Mỹ thì bị ăn cắp rất ghê, mà người Việt thì có truyền thống ăn cắp, càng quan lại người Việt là sống bằng ăn cắp. Cho nên nhà viện trợ Mỹ tôi nhớ lúc đó khi đến ở, là mới đến ở tôi đã dột nát rồi, nhà tôi phải sửa và phải xây thêm hai cái nhà phía sau, bởi vì nó chỉ có một gian buồng thôi. Sau đó nhà tôi phải quay lại cái đống đổ nát làng Đạo Ngạn để lấy gạch ngói ra, chở xe bò đến phố Tiền An, là xây thêm mấy cái buồng phía sau, xây thêm sân và xây thêm bếp, thì lúc bây giờ mới có ở được. À, thưa chị thì đọc một số bài viết của chị có nói về ngày 30 tháng 4 75 khi chị vào miền Nam, và chị đã viết không biết là có đúng nguyên văn không, nhưng mà đại ý là một nền văn minh đã thua một chế độ rừng rú. Thưa chị có thể giải thích cái câu đó cho rõ hơn chút không ạ? Tôi có nói là năm 75 là tôi vào nhà bác tôi, là bởi vì lúc đó tôi đang làm việc của mình, suốt thời chiến tranh tôi ở của mình, thì tôi có vào nhà bác tôi. Lúc giờ bác tôi ở cái nhà cuối cùng ông xây, có bà nội tôi ở đó, là phố Hoàng Hoa Thám Gia Định, đấy là một nhà 4 tầng khá lớn. Thì lúc đó mỗi buổi sáng tôi vẫn nhớ bác tôi cho rất rất nhiều tiền, tại vì là người rừng về mà, thì thấy thấy cháu thế thì cho tiền để mà hưởng mùi văn minh. Rồi thực ra mà nói thì lúc bây giờ ấy là những người cùng thế hệ với tôi họ sung sướng lắm với giải phóng, họ là quân giải phóng. Nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy cái điều đầu tiên ấy, là đấy là họ hàng nhà tôi. Thì họ, các chị thấy tôi vào thì khóc như cha chết đó. Vì không ngờ là người nhà mình mà lại khổ đến thế. Vì tôi nhớ cái lúc đó tôi vào tôi đi dép, không biết là dép dép dâu hay là không phải dép dâu, nhưng mà là dép nhựa gì đấy vớ vẩn đại loại là như vậy. Thế rồi là mặc quần đen, thế rồi là áo sơ mi, hồi đó chị nhớ xã hội chủ nghĩa 1 tháng họ bán cho 5 mét vải. 5 mét vải thì khi tôi còn thiếu nữ thì cái tuổi thiếu nữ của tôi là được diện toàn những cái thứ đồ rách của mẹ tôi thôi, bởi vì có 5 mét vải thì làm sao mà đủ cho một người được, nhất là trẻ con thì hình như là 4 mét nữa cơ, mẹ tôi mới được 5 mét. Thì tôi nhớ lúc đó 16, 17 tuổi tôi vẫn còn mặc quần vá, bởi vì những cái quần nào mà mẹ tôi phải đi dạy học thì đương nhiên phải mặc tử tế rồi, thì tất nhiên chúng tôi là cứ quần áo chữa đi chữa lại. Thế tôi cũng không nhớ hình dung là ba khi khi giải phóng tôi vào trong nhà bác tôi mặc gì, nhưng tôi chỉ biết là mọi người chắc chắn trước mắt mọi người tôi là một con nhà quê đen đủi gầy gò, rồi là không ra người, lại là vì nhiều năm đói khổ đấy, nhiều năm ở trong rừng ăn những thứ súc vật, thức ăn của, nói thật là của súc vật, bởi vì lúc đó chính phủ Việt Nam mà có bán một thứ sữa mà sau này tất cả mọi người ăn đều bị biết kiết lỵ. Sữa đấy là sữa cho trâu của Ấn Độ, trước trước khi trâu đẻ để cho ăn. Thì sau này cả cái thế hệ của tôi là bị rất nhiều bệnh là vì ăn những thứ đồ ăn của súc vật. Đấy, thế bởi vì mà đấy lúc bây giờ còn là quý lắm, vì ít ra nó là thực phẩm. Còn bình thường thì rau rừng rồi rau dại rồi là những cái gạo mà chuyển trong chuyến trường thì gạo tốt. Thế còn gạo bán cho cán bộ thì là gạo để lâu rồi. Tóm lại là một cái thời rất khổ, và tôi nhớ mọi người nhìn tôi với con mắt kinh hoàng, và tôi nghĩ là thôi chết rồi, mình ở địa ngục ra. Thế nhưng điều đó nó cũng không quan trọng lắm, vì thật ra mà nói tính tôi cũng lì lợm, và tôi không
tôi không coi vật chất là quan trọng. Những cái điều mà tôi thấy một cái sự mà không thể nào mà chấp nhận được là ở miền Nam lúc đó sách bán tứ tung, tất cả mọi nhà đều có television và có radio, người ta có thể tự do để mà tiếp xúc với tất cả các nền văn minh khác, người ta có thể tự do nghe tất cả các đài báo khác, và do đó mà trí óc con người, ít nhất dù người Việt Nam tức là cái nền rất thấp, là cái nền xuất phát từ chế độ phong kiến nô lệ, vẫn có thể có điều kiện để mà tiếp xúc với ánh sáng. Đối với tôi, văn minh là trước tiên là kiến thức và ánh sáng. Trong khi đó thì ở miền Bắc là chỉ có một thứ đài mà phát ông ổng trên những cái loa công cộng ấy thôi là được nghe. Còn dân chúng như chúng tôi thì không bao giờ được phép nghe đài nước ngoài. Đài nước ngoài chỉ dành cho một số cán bộ rất là, tức là đảng viên ấy, rồi là cốt cán của đảng ấy, được nghe. Mà để cũng chỉ được nghe đài tàu là Sương Mao thôi. Tôi nhớ hồi đó có phong trào lắp ga len, tức là những cái thứ đài vớ vẩn nó chỉ giữa học sinh với nhau, chỉ để mà cũng chỉ được bắt được cái đài của Việt Cộng thôi, à, xin lỗi, của nhà nước Cộng sản thôi. Như vậy có nghĩa rằng là gì, một nền độc tài về thông tin. Sách báo cũng vậy, khi vào miền Nam tôi mua đến hàng bao nhiêu tạ sách, xong rồi bác tôi đốt đi trước khi cái cuộc, khi tôi ra miền Bắc là bác tôi sợ quá đốt đi đấy, là vì là rồi sau đó nó lại cải cách văn hóa mà, tiêu diệt tàn dư của đế quốc, cho nên là bác tôi phải đốt đi. Nhưng mà thật ra lúc đó là tất cả những tác giả lớn của thế giới là tôi, lúc đó tôi mua hàng tạ sách và tôi đọc như điên, và tôi hiểu rằng đây chính là nền văn minh nơi con người có tự do tiếp xúc với ánh sáng, tiếp xúc mọi thứ thông tin. Đó là nền văn minh. Còn xã hội Bắc là sao, là cấm tiệt tất cả những nền văn, những nền thông tin khác, để dìm dân chúng trong sự tối tăm và ngu dốt. Đó là địa ngục và đó là một chế độ man dợ. Xuất phát từ điểm ấy thôi, chứ còn tôi thật sự mà nói thì tôi không bị hoa mắt bởi cái thứ phồn vinh như như người ta nói về đa số con người thì, nhưng mà cũng may mắn rằng hồi trẻ tôi đã từng sống như là ở những cái nhà của chúng tôi đó, không phải những lều tranh vách nát, cho nên rằng đối với tôi của cải nó cũng phù du. Nhưng cái điều quan trọng đối với tôi biết rằng bản chất của hai chế độ khác nhau, và bản chất của cái hệ thống tư sản, chủ nghĩa tư bản ấy, là nó ít nhất nó cho con người quyền tự do tiếp xúc với ánh sáng, con người có thể tự học hỏi được, có khả năng vươn lên, có khả năng có một thứ tự do tối thiểu để mình quyết định được số phận của mình. Trong khi đó thì ở miền Bắc với cái chế độ cộng sản chạy lính, người ta phân phối cho mỗi người, ví dụ như học sinh chúng tôi là một tháng được một lạng đường, một lạng thịt, mẹ tôi thì 250 gram, tức là 2 lạng rưỡi thịt. Thì tôi nhớ là với cái chế độ thế con người biến thành súc vật. Vì sao? Suốt cả tuổi thơ của tôi ngày nào tôi cũng phải ra đồng. Bởi nếu tôi không ra đồng kiếm tôm, kiếm cá, mò cua, bắt ốc, bắt trai thì bản thân tôi cũng còi xương, mà những đứa em tôi và bà ngoại tôi cũng không có gì ăn cả. Đấy, bởi vì là một lần mua thịt chỉ có một tháng thôi. Mẹ tôi được 2 lạng rưỡi, rồi trong nhà mỗi người 1 lạng nữa thì tôi phải dậy xếp hàng từ 3 giờ sáng. Rồi số thịt ấy thì bố tôi bảo là mẹ tôi yếu cho nên là phải để mẹ tôi ăn. Thế còn tất cả các bà cháu là trông vào giỏ cua, giỏ cá tôi ngoài đồng thôi. Cho nên là khi mà người ta bị đánh vật miếng ăn, người ta biến thành con vật. Cho nên nhà nước nó điều khiến con người bằng sự tối tăm ngu dốt và sự đói khổ. Và đó là cái vòng luẩn quẩn. Cho nên vì thế tất nhiên là còn nhiều việc khác, như đấy là cái khởi nguyên đầu tiên con đường nổi loạn của tôi. Và lúc đó tôi đã bảo là chế độ này là cần phải lật đổ. Đấy là một chuyện, đấy là ý nghĩ khởi đầu của tôi. Tôi bảo đây là một chế độ lừa đảo, gian manh và cần phải lật đổ. Nhưng mà từ ý nghĩ đó đến khi mà tôi tổ chức được việc đấu tranh đấu, nó phải là cả một quá trình dài. Vâng. Thưa chị, nãy nói đến vấn đề là kiểm soát về vấn đề thông tin, thì ngoài Bắc nước có bao giờ có một cái tờ báo, một cái đài nào mà do tư nhân làm chủ không chị? Lại câu hỏi ngớ ngẩn, chị phải đọc lại, tôi không trả lời câu vì nó ngớ ngẩn quá. Thưa chị, sở dĩ em hỏi ngớ ngẩn là bởi vì
khán giả của em là những đứa trẻ không bao giờ biết gì về Việt Nam, chẳng biết gì về những cái chuyện chị viết cả. Nó là một em đại sinh viên đại học, nó thành ra muốn được nghe chị nói. Chị em biết tất cả những gì chị viết và em hiểu tất cả những cái gì bên kia xảy ra, nhưng mà em thay mặt những cái em trẻ đó, đó thì em hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, thì chị em nhờ chị giúp em cái đó. Đã. Chế độ cộng sản là chế độ toàn trị, trong đứa chế độ toàn trị ấy theo mô hình Stalin, Stalin và Hitler là một. Và trong chế độ đấy thì không thể nào có một thứ sở hữu nào ngoài sở hữu duy nhất của nhà nước cả. Cho nên vì thế cho nên tất cả các đài radio nước ngoài bị cấm, chỉ có được nghe đài trong nước thôi. Nếu mà chị nghe đài nước ngoài thì hàng xóm sẽ tố giác chị là phản động, và công an sẽ đến tóm cổ chị đi và sẽ không bao giờ, thứ nhất là hoặc chị đi cải tạo thì không bao giờ ai biết, không bao giờ có án cả, nhưng mà cũng không bao giờ biết ngày nào về, và có thể sẽ không bao giờ về đấy. Thế sách báo thì nhà nước có cho in, nhưng mà đấy là nhà, dưới hệ thống kiểm soát, và lúc đấy chỉ in văn chương, thường là chỉ in văn chương Nga Xô thôi, tức là Xô Viết. Sau này chúng tôi gọi đó là một nền văn học siro, tức là nền văn học của nước đường cô đặc. Thưa chị thì dạ dạ thưa chị, ban nãy chị có nói là khi đi vào Nam năm 75 chị có một số những người bà con họ vào đó rồi, như vậy năm 54 chị còn nhớ vì sao mà chị với gia đình riêng của chị không không vào miền Nam không? Gia đình tôi là một gia đình phong kiến. Mà chị nên nhớ rằng là ngày xưa là cái gia đình phong kiến là cái người cầm đầu gia đình là có quyền ghê gớm. Ông nội tôi chết sớm cho nên bà nội tôi, bà Lê Thị Cẩm, là người lãnh đạo gia đình đó. Thì bà nội tôi có bốn người con trai và một người con gái. Thì bố tôi là út, trên bố tôi một nấc là ông Dương Đình Thung, thế rồi trên nữa là một ông tên là Dương Đình Hòe, và ông con cả là ông Dương Đình Quế. Thì sau này tôi được biết rằng là năm 46 khi cuộc kháng chiến nổ ra thì bà nội tôi có chỉ vào ảnh ông Hồ và nói với bốn đứa con rằng là cái thằng tai bạt lộn này nó sẽ đưa dân chúng đến núi sông, núi xương sông máu đây, nhưng mà tình thế nước này khó tránh được, vả chăng cuộc chiến đấu chống Pháp là cuộc chiến đấu chính nghĩa, cho nên gia đình này phải có người góp máu vào. Thằng Châu, bà nội tôi chỉ bố tôi phải đi kháng chiến. Thế là bố tôi lên chiến khu. Và sau đó thì gia đình nhà tôi ở lại. Bởi vì lúc đó không thể đi được. Vì bố tôi là bộ đội mà. Khi ở trong cuộc kháng chiến thì bố tôi là đại đội trưởng phụ trách cái đại đội báo vụ, tức là cái đại đội phụ trách cái thông tin liên lạc đấy, giữa các mặt trận. Mà trực tiếp dưới quyền ông Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng mà sau năm 1954 thì khi bà nội tôi và bác Quế tôi, Dương Đình Quế ở dưới Thái Bình ấy bị quy kết là địa chủ, thì bố tôi có tìm ông Giáp thì ông không gặp. Nhưng mà đương nhiên vì con địa chủ và bác tôi lại vào Nam nữa, bác Thung tôi vào Nam, ông Hòe cũng vậy, thì bố tôi không bao giờ được vào Đảng cả. Thế và tóm lại bố tôi là con người bất hạnh vì bị chia sẻ giữa lòng yêu nước, bị gọi là bị nghiền nát bởi lòng yêu nước và bởi sự phân biệt đối xử của chế độ cộng sản. Tóm lại đó là một con người đau khổ, bất đắc chí. À, thưa chị thì nói như chị kể ban nãy thì gia đình rất là ủng hộ ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản những ngày đầu tiên, nhưng mà cuối cùng bác trai cũng
được bị phân biệt đối xử và cuối cùng trở thành một người bất đắc chí coi như là cả đời đó. Thì cái số người giống như hoàn cảnh của gia đình của chị có đông không hả chị ở miền Bắc? Rất đông, rất đông. Tôi nhớ rằng là trong cuộc kháng chiến chống Pháp này, không ít người bạn của bố tôi cũng cũng bị trong hoàn cảnh như vậy, bởi vì người ta đi theo vì lòng yêu nước. Bố tôi tất nhiên cũng là người yêu nước, nhưng mà thêm vào nữa bà nội tôi cho đấy là một người đàn bà cực kỳ sáng suốt. Vì bà nội tôi đã biết rằng chủ nghĩa cộng sản nhập vào Việt Nam thì phải có núi xương sông máu. Nhưng bà tôi cũng khẳng định là con đường đó dân tộc này bất hạnh không tránh được. Và bà tôi cũng lại quyết định rằng cuộc kháng chiến chống Pháp là chính nghĩa và chính nghĩa thật. Cho nên là nhà này bốn thằng con trai phải có một thằng góp xương máu, chỉ định luôn bố tôi. Thế thì sau này tôi mới đoán rằng là thế này này. Đoán rằng là bố tôi có lẽ là người, có nghĩa là người rắn mặt hơn bác Thung, bác Khỏe và mấy ông kia. Thì vì sau đó phải chịu đựng những cuộc như là đấu tố rồi là tự kiểm thảo, tự kiểm điểm mà cả một quãng đời bất đắc chí, đau khổ như vậy thì có lẽ như ông bác tôi thì ông sẽ tự tử. Chắc là gì? Bà tôi xem tử vi rất là giỏi, cho nên là bà tôi đã quyết định là bố tôi phải gánh vác sứ phận đó. Và do đó gia đình chúng tôi ở lại. Nên tôi còn nhớ nhớ rằng trước khi chi bác tôi là bác Dương Đình Thung, bởi vì vì ông Thung với bố tôi là rất là yêu nhau, rất thân nhau, bởi vì hai anh em còn nhỏ khi mà ông nội tôi chết, cho nên là hai anh em rất là quấn lấy mẹ. Thế còn khi mà ông nội tôi chết thì ông Dương Đình Quế, ông Dương Đình Hòa đã có gia đình rồi, đã có vợ có con và họ trưởng thành, thành ra là cái sự gắn bó giữa ông Dương Đình Thung với bố tôi, ông Dương Đình Châu là nó hơi đặc biệt trong hoàn cảnh như vậy. Thế tôi nhớ là trước bác tôi trước khi xuống tàu Hải Phòng để đi về Nam đó, thì hai người có ôm nhau khóc, và bác tôi có để lại cho bố tôi mấy cây vàng phải. Tôi nhớ mang máng là như vậy. Thì sau này khi mà đẻ đứa em tôi mà nó bị bệnh khi bẩm sinh là không đái được, xin lỗi, thì là phải phải rồi sau đó mẹ tôi lại bị hậu sản băng huyết và thối rau, đại loại là ốm nằm mấy tháng rồi đấy. Thì nhà tôi nhờ cái số vàng đấy mà cứu thoát được mẹ tôi với lại chữa được cho thằng thằng em thôi. Vâng, thưa chị, khi mà họ kháng chiến chống Pháp thì tất nhiên là họ phải có ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải kêu gọi, phải chiêu đãi, phải đủ thứ để mới có cái sự ủng hộ của người dân. Thế thì đến lúc nào họ bắt đầu đối xử phân biệt với những người đã giúp họ từ những ngày đầu, thưa chị? Tôi nghĩ rằng là từ khi mà họ học tàu làm cái cuộc giảm tô cải cách đấu tố địa chủ, tôi đã nhắc lại nhiều lần là cái nạn nhân đầu tiên của cuộc đấu tố bị bắn là bà Nguyễn Thị Năm. Bà Nguyễn Thị Năm làm đại địa chủ trong Thái Nguyên và người đã nuôi tất cả những cái loại ông Trường Chinh và vân vân, và là trong cuộc kháng chiến, và nhà bà đấy là lính đến đóng hàng tiểu đoàn, vật hết con bò nọ đến con lợn kia vì nhà trang trại rất là lớn. Nếu không có những người như bà Nguyễn Thị Năm thì cuộc kháng chiến không thành công được. Hoặc là một gương nữa là ông bà Trịnh Văn Bô, là những người đã góp mấy tạ vàng cho nhà nước hồi kháng chiến đó. Thì phải có những người yêu nước như vậy, đâu phải họ là tư sản họ không yêu nước. Không có những người như vậy thì làm sao một cuộc kháng chiến thành công được. Tất nhiên là nông dân đóng góp xương máu rất nhiều, vì dân tộc ta 90% là nông dân. Nhưng mà con đường mà Đảng Cộng sản đã đi là con đường quá khích, bởi vì họ theo tàu. Lúc bây giờ cố vấn Trung Quốc sang chỉ đạo các cuộc giảm tô cải cách. Sau này họ tả lại là cố vấn Trung Quốc sang thì lính Việt Nam phải đun nước ngâm chân cho các quan tàu, và các quan tàu ngồi trên ghế cao để giảng giải cho cán bộ Việt Nam thế nào là bắt rễ sâu chuỗi, thế nào là giảm tô giảm, và tất cả thì chị biết rằng ở Trung Quốc cũng vậy thôi, mấy chục triệu người chết trong cái cuộc cải cách như vậy, và trong cái cuộc cách mạng văn hóa mà do Mao Trạch Đông chủ trương. Tất cả nó, tôi lại nghĩ đó cũng là bài học của người Việt Nam, vì người Việt Nam vốn có truyền thống theo tàu. Không cứ là cộng sản, những cái người mà gọi là quốc gia cũng vậy thôi. Tôi lấy ví dụ như ông Nguyễn Từng Bách chẳng hạn, là đại biểu của Đảng Quốc dân Đảng,
Đại Việt Quốc Dân Đảng, thì chính ông ta cũng chạy sang cầu cứu Tưởng Giới Thanh. Tóm lại là dân tộc mình có một căn bệnh rất là nguy hiểm, là căn bệnh, xin lỗi, nói đúng tên ấy, phải nói là căn bệnh người giám tàu. Đấy là một điều nhục nhã, mà nếu mà không ra khỏi cái điều nhục nhã đấy, không bao giờ phát triển được. Thưa chị thì em cũng biết rồi, nhưng mà em một lần nữa em phải hỏi, đó là những chuyện gì xảy ra cho bà Nguyễn Thị Năm, hay là những như ông Trịnh Văn Bô cụ thể đó, những cái gì đã xảy ra cho họ, chị có thể kể lại. Bà Nguyễn Thị Năm là người đầu tiên bị bắn chết. Mà mặc dù tôi sau khi sai này tôi tìm hiểu thì tôi biết rằng là lúc bây giờ ông Hồ ra lệnh là không không thể bại, vì ông ấy bà là người phụ nữ không thể làm thế được. Nhưng chính lúc đó ông Trường Chinh lại nói rằng ông Hồ là kẻ nịnh đầm. Tại vì ông ta có nền văn hóa Pháp, ông ta thích uống rượu vang và ông ta thích hút xì gà Mỹ. Chứ còn thì chúng ta là những người không, tức là không xuất ngoại đấy, không không phải Việt kiều trở về đấy. Tức là không bị tẩm nhiễm nền văn hóa của rượu vang và xì gà đó. Thì cứ theo đúng chính sách cải cách ruộng đất mà làm. Cho nên bà Nguyễn Thị Năm bị lôi ra bắn. Và cũng như vậy là từ ngay trong kháng chiến, nội bộ Đảng Cộng sản đã thù hận nhau, đã chia rẽ rồi. Đã chia rẽ vì cái nhóm ở trong nước không bao giờ thì có mặc cảm là một thằng Việt kiều ở nước ngoài về áp đặt quyền lực lên. Tất nhiên là không thể tránh được, bởi vì thật sự mà nói thì lúc đấy ông Hồ xuất sắc hơn đám các ông kia. Và dân chúng nó theo ông Hồ. Ông Hồ cũng là người làm chính trị, và nói chung là ông ấy có tài mị dân. Một điều hơn nữa là nó cũng là do số phận con người thôi. Thì lúc đó ông dân chúng thích ông ta. Đấy, chính ông ấy là người viết cái bài tuyên ngôn độc lập năm 45. Và chị đọc lại thì chị sẽ thấy rằng ông lấy gần như là toàn bộ tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Tóm lại là ông ấy là, xin lỗi là các ông nói là học mót Tây, tức là bơ thừa sữa cặn của Tây. Trong khi đó thì các đồng chí của ông thì lại mắc bệnh người giám tàu. Chứ nên phải có mâu thuẫn thôi. Thưa chị thì cũng trở lại cái vấn đề mà đấu tố đó, thì cũng có nhiều cái con số khác nhau, là Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh vào cái thời gian đó, có người thì nói là giết 27.000, có người nói là cả 100.000. Theo chị, sự hiểu biết của chị thì khoảng bao nhiêu người bị giết trong cái đợt đó? Thứ nhất là Việt Nam không có con số chính thức. Tinh thần khoa học chưa bao giờ ngự trị Việt Nam cả. Thứ hai là tất cả các triều đình Việt Nam cho đến tận giờ đều là triều đình của những kẻ nói dối nói láo. Bởi vì cái truyền thống nói dối nói láo ấy là bắt nguồn từ nền văn minh Trung Hoa. Họ tự tô rồng vẽ phượng. Thế cho nên là người Việt cũng là học trò của Trung Hoa. Cho nên là mới nói phét rằng là ta là con rồng cháu tiên. Không biết nhục, bởi vì con rồng cháu tiên gì mà khổ thế. Thế nhưng mà đại bộ phận người Trung Hoa cũng vậy. Đọc lại Ả Quy hay những chuyện của Lỗ Tấn thì thấy là đa phần người Trung Hoa, những nông dân Trung Hoa cũng cực kỳ ngu dốt. Cũng nói phét nói lác rồi, cũng hèn hạ, cũng óc nô lệ và chưa có thể có tư cách con người tự do được. Thế vì tại sao nói phét rồi nói láo? Bởi vì là người Việt Nam tôn thầy, cái người thầy mà gọi đến thánh là Khổng Tử gì, chắc chị có nghe gì. Khổng Tử là một thằng nói phét giỏi nhất trần gian, một thằng nói phét trơ trẽn nhất trần gian mà thành công nhất trần gian. Bởi vì chị nhớ rằng ông ta, cái nguyên tắc ông ta dạy con người là trung quân, đúng không? Trong khi bản thân ông ta lê lết hết triều đình nọ, triều đình kia, quỳ gối hết nước Tần qua nước Tấn, nước Sở qua nước Tề, vân vân, chỉ để xin một chức danh thôi. Bởi vì ngày xưa là sau chức danh đó có lương và bổng. Vậy thì Khổng Tử là thằng đạo đức giả số 1 trên thế giới và thành công số 1 trên thế giới vì lừa bịp được hàng tỷ người. Vua chúa của chúng ta cũng vì ngu dốt, đi theo Khổng Tử thì ắt là phải chấp nhận chuyện nói dối. Bởi vì họ coi nói dối không phải là nhục nhã, không phải là vô đạo đức, mà đương nhiên là nói dối. Mà cái người thầy của họ, ông thánh Khổng Tử của họ là cái thằng nói dối giỏi nhất trần gian. Cho nên sau này thì tất cả mọi sự tôi không tin vào lịch sử của những nước châu Á, bởi vì họ tô rồng vẽ phượng, họ thêm thắt. Điều thứ hai nữa là
Với Việt Nam ấy thì tôi có may mắn là sau này tôi có thời gian làm gọi là gì, nhà văn viết thuê nè cho các ông tướng. Bởi vì lúc đó viết thuê thì được khá nhiều tiền, không những được trả tiền mà còn trả bằng hiện vật nữa, gỗ các thứ nhiều. Thì lúc khi làm việc cho các ông tướng tôi mới nghe họ nói với nhau rằng là tổng số 4 chiến trường chết là bao nhiêu, cả dân cả lính chết là bao nhiêu, thì họ ước lượng với nhau là khoảng 10 triệu. Nhưng họ nói rằng không bao giờ ta nói được con số sự thật ra, chỉ nói thật khi Mỹ đền thôi, nhưng Mỹ có đền đâu, cho nên rằng là con số sự thực không bao giờ biết được. Trong khi đó con số chính thức của nhà nước Việt Nam tuyên bố là trong cuộc chiến tranh này là 2,5 triệu lính và dân chết, nhưng không phải. Người Mỹ thì ước chừng 5,5 triệu, đúng không? Thế người Mỹ thì ước chừng theo cách mắt của họ, và họ là những người ngồi trên máy bay giải bom xuống, họ nhìn và họ tính theo cách của họ. Nhưng tôi không bao giờ có con số cụ thể, tại vì khi tôi làm tôi biết họ nói rằng không bao giờ nói thật, chỉ nói thật khi Mỹ đền, nhưng Mỹ không bao giờ đền, thì con số luôn luôn là con số dở. Đấy. Cho đến năm 2004 thì lúc bây giờ trên một bài báo, tôi không nhớ là báo 2004 hoặc là 2003 đấy, có tuyên bố một số con số của những người gọi là mất tích đấy, thì con số đó trên 900.000. Như vậy có nghĩa là riêng người mất tích đã gần 1 triệu, thì chắc chắn là số người chết phải phải là khoảng dự cả lính và dân phải khoảng trên dưới 10 triệu, không thể so tỷ lệ, không thể khác được. Thế thì Cái đó là cái số người chết của cuộc chiến tranh Việt Nam và ông tên gì? đúng, cuộc chiến 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 tranh chống Mỹ đấy, gọi là chiến chống Mỹ đấy, giữa hai miền đấy. Nhưng mà họ tính tất cả 4 chiến trường cơ mà, A, B, C, D, C là Campuchia, còn D tức là biên giới Thái Lan đấy. Lúc bây giờ chị nên nhớ rằng Lê Duẩn là kẻ đã tiếm quyền ông Hồ, thì đấy là một kẻ người ta gọi là megaloman, tức là kẻ vĩ cuồng. Dần muốn làm một cuộc chiến tranh chống Mỹ thật là hùng tráng, bởi vì Mỹ mạnh hơn Pháp nhiều lần. Chị hiểu ý tôi không? Đấy. Thành ra là đằng sau một cuộc chiến tranh ấy, nó có những cái luồng lách, những cái sự ngầm ẩn, những cái sự tự thực tế mà phải phải mãi sau này người ta mới, mà phải có những người có công tìm hiểu, có may mắn để gặp những người mà có nhân chứng, thì lúc bây giờ mới hiểu được. Còn sự thật luôn luôn là một sự thật được gọi là gì, gọi là tuồng hóa, gọi là biến báo đi để cho nó hợp với lại ý thích của kẻ cầm quyền. Mà kẻ cầm quyền Việt Nam luôn luôn là bọn nói dối, nói láo, nói phét, và y hệt như đàn anh Trung Hoa của họ. À, em cảm ơn chị đã trả lời cho em câu là khoảng chừng bao người chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam. À, em có muốn hỏi nữa là cái số người chết vào cái thời mà đấu tố ấy chứ bao nhiêu người chị? Tôi đã nói rằng là không ai có thể có con số chính xác được. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam phải lâu lắm mới có được được lòng can đảm để nói sự thật, lòng can đảm để nhìn vào sự thật, và sự lương thiện để nói sự thật. Cái đó là, xin lỗi chị, cái đó nó là căn bệnh trầm kha của dân tộc. Có cái estimation nào, tức là cái án chừng nào mà chị nghĩ là gần nhất không? Không có. À, thưa chị, thì khi mà tiến quân vào chiếm miền Nam đó, thì cái đời sống miền Bắc lúc bây giờ nó cũng khổ lắm, như chị kể sau cái vụ mà coi như cải cách ruộng đất này kia cái nọ thì dân cũng khổ lắm. Thì lấy cái gì để mà ông Hồ và cộng sản đó người ta có thể thuyết phục được một cái số người trẻ như thế, nghĩa là đi vào miền Nam đông đảo như thế và cam khổ như thế để mà gọi là giải phóng miền Nam, để chống Mỹ cứu nước. Là vì những người như chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chống quân xâm lược. Chúng tôi đi là không nghĩ ngày về. Chúng tôi nghĩ là Mỹ tức là tàu mắt xanh mũi lõ, nhưng mà là tàu tức là kẻ xâm lược. Vì tôi đã nói rằng ở miền Bắc hoàn toàn không có thông tin nào ngoài đài báo của nhà cầm quyền cả.
Thế còn chúng tôi thì thật ra chúng tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến đài báo nhà cầm quyền, nhưng vì chúng tôi là những người yêu nước và chúng tôi hành động theo tổ tiên. Bởi vì tổ tiên người Việt đã có thói quen chết 1.000 năm nay để giữ một đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé, nghèo khổ nhưng mà còn tên Việt Nam. Bởi vì chị nhớ rằng trước đây có cả 100 tộc Việt sống ở phía Nam bờ sông Dương Tử. Riêng Việt Nam còn lại là nước Việt, còn tất cả đồng hóa hết rồi. Với điều kiện là chúng ta vừa sống vừa lùi lại, vừa chống chống chọi lại phương Bắc, vừa lùi lại phương Nam, mở rộng đất phương Nam để tồn tại về phương Nam và lấy tên là Việt Nam. Chúng tôi đi không bao giờ nghĩ ngày về, bởi vì đi là để chết, bởi vì là kẻ thù mạnh hơn mình gấp 1.000 lần, nhưng mà phải đánh. Đấy là sự, thế tôi mới nói là vì sao cái đẹp nó phải tan nát, vì lòng yêu nước chúng tôi là một cái đẹp tuyệt đối, là sự cao thượng tuyệt đối, nhưng cái đó cuối cùng té ra là nó làm sự nhầm lẫn, bởi vì Mỹ không phải là tàu, nhưng mà mọi dân tộc cũng như con người sinh ra là bể khổ, mà là người ta phải trải qua lầm lẫn. Còn dân tộc này muốn hiểu được thân phận mình thì phải biết đau đớn và nhục nhã về cuộc chiến tranh ấy, cả bên thắng lẫn bên thua, vì cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt, người Việt biến thành một cái tăm bông giữa hai toa tàu lịch sử, và hai toa tàu ấy húc nhau thì cái tăm bông ấy là dân tộc Việt bị nghiền nát trong một cái cối xay thịt khổng lồ. Cho nên bây giờ theo tôi ấy, cả bên thắng lẫn bên thua đều phải biết nhục như nhau, câm mồm lại, đừng tiếp tục chửi nhau nữa, mà phải nhìn về một tương lai khác, phải chôn vùi quá khứ đi, vì quá khứ ấy nhục nhã lắm, đau khổ lắm, một dân tộc phải ngu dốt lắm, bất hạnh lắm mới có thể rơi vào một cuộc chiến tranh như thế. Thưa chị, cái lúc đó cái tinh thần ngùn ngụt của giới thanh niên trẻ ngoài miền Bắc đi vào miền Nam, chị có những cái kỷ niệm nào hay là chị còn nhớ là nó như thế nào không? Bởi em chắc chắn là cũng nhiều người chết vì bom đạn dữ lắm, mà sao họ không lùi chờ bước hay chính vì Tôi đã giải thích với chị rồi. Người Việt Nam chỉ có một tôn giáo, đó là lòng yêu nước. Và người Việt Nam chỉ có một truyền thống, đó là sẵn sàng chết để còn là người Việt Nam, để không phải cạo đầu róc bím, để không rơi vào số phận của 99 tộc Việt kia. Bởi vì những cái tộc Việt kia ngày xưa họ cũng có nền văn hóa của họ chứ. Có phải đâu tất cả đều nói tiếng Hán, tất cả đều đều cạo đầu róc bím, tất cả đều theo nhà Hán đâu. Thế nhưng họ bị đồng hóa. Bởi vì dân tộc Hán là một dân tộc quá đông, quá mạnh. Cho nên rằng là tất cả đều biến mất. Thế thì người Việt Nam là tộc Việt cuối cùng. Tuy nghèo nàn khốn khổ nhưng còn giữ được là người Việt. Cái đó cũng phải thừa nhận rằng tổ tiên chúng ta cũng có một cái lòng can đảm hiếm thấy. Chỉ có điều họ có quá rất nhiều nhược điểm mà bây giờ con cháu nếu mà muốn tiến bộ thì phải có can đảm nhìn vào chuyện ấy và xóa bỏ nó đi. Tôi cho điều đó là điều tối quan trọng. thưa chị, bây giờ em hỏi câu này chắc chị cũng không có vui lắm, là bởi vì nó về quá khứ, nhưng mà ở đây thì nó có cái nhu cầu là mình đi tìm hiểu những cái gì đã xảy ra đó. Thì cái câu hỏi của em là ở miền Nam hay một số phim ảnh của Mỹ họ quay được là những cái cảnh như là một số những người chiến binh từ Bắc mà đi vào Nam đó, vào trong những cái trận đánh rất là khốc liệt, rồi họ bị xích vào những cái khẩu súng hay là cái đó. Theo chị biết gì về cái đó không? Vì sao họ lại, nếu có thì vì sao họ lại chấp nhận cái chuyện như vậy hay như thế nào thưa chị? Có khi họ tự xích ấy, bởi vì lúc bây giờ là cái cuộc đấu tranh với Mỹ, tức là cuộc đấu tranh tất cả mọi người biết đều trứng chọi đá, thì phải lấy cái chết của mình ra để mà bù thôi, chỉ phải chết thôi chứ có cách nào khác nữa. Chúng tôi hoàn toàn ý thức là Mỹ tức là siêu cường và nước Việt là nghèo khổ, là yếu đó, nhưng mà chỉ có một con đường ấy thôi, bởi vì tổ tiên ngày xưa cũng chết như vậy. Thế chị có cái dữ kiện này nữa là không biết chị còn nhớ cái đợt 72 mà người ta gọi là cái cuộc ném bom vào cái thời kỳ Thành Quảng Trị. dạ vâng
cái Quảng Trị với là vào dịp Noel là họ ném bom để họ định giải thoát tù nhân và họ gọi là Quarabacker hai đó, thì 11 ngày thả bom mà dưới tan nát hết. Và có những người sau khi miền Nam, bởi vì em còn ở lại miền Nam 4 năm sau em mới đi, thì có một số chị bạn em cũng dạy học thì chị có nói là lúc bấy giờ là ở ngoài miền Bắc đã sửa soạn hàng rồi. Cái chuyện đó chị có biết gì về không, thực sự họ có định định hàng gì không chị? Hàng thì chắc không có chuyện đấy đâu, Dạ. nói phép thế thôi, không có hàng. Dạ. Bởi vì lúc đó dân chúng chết như thế thì người ta căm thù ngùn ngụt lên, ý chí chiến đấu càng kinh khủng, làm gì có chuyện hàng. Mà phải nói chiến tranh là sự tàn bạo, người vĩ cậy và sự hùng mạnh của họ, họ muốn biến Việt Nam thành chở kỳ đồ đá, và họ đã biến được một phần. Nhưng mà chắc chắn nếu họ tiếp tục nữa cũng không thắng được. Vì sao? Bởi vì dù sao người Mỹ cũng là người, họ rất tiếc cuộc đời của họ, họ rất sợ chết. Cái chết của họ đáng giá lắm. Còn chúng tôi, những người Việt, chúng tôi chết như muỗi, như ruồi, chúng tôi chết trong im lặng, chúng tôi chết không tính đếm. Sau này khi mà theo dõi cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq, tôi mới biết là mỗi một ngày ấy, là nước Mỹ đăng tin bao nhiêu lính Mỹ chết. Trong khi đó chị có biết không, trong chiến tranh chống Mỹ chúng tôi chết mỗi một lần 500-700 người, 800 người. Không có một dòng ở trên báo, không có một tiếng ở trên radio. Vì thân phận người Việt chết là như ruồi, như muỗi, trong im lặng, trong lãng quên. Người Việt chết như là bùn. Vậy thì rõ ràng là cái sức mạnh của người Việt chỉ ở cái chỗ là những kẻ biết chết thôi, không có gì hơn. Mà tất nhiên là phải cảm ơn những cái nhà trí thức nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ có một lương tâm rất lớn. Đấy là những nhà văn, những nhà xã hội học, những tất nhiên là sinh viên Mỹ xuống đường rất lớn. Vì sao mà bản thân ông Bill Clinton trốn cuộc chiến tranh đó? Vì rõ ràng là cộng sản hay không cộng sản, không có một người Việt Nam nào đem bom đến Mỹ giết một người Mỹ cả. Thậm chí giết một con bò ở trong trang trại Mỹ cũng không có người Việt Nam nào làm cả. Cho nên người Mỹ không thể biện minh được với dân chúng của họ, và sau cùng họ phải rút lui. Thêm nữa là chế độ của Diệm và Thiệu là những chế độ thối nát, binh lính đánh không có hiệu quả, nói trắng ra là như vậy. Làm sao họ chống được chúng tôi, vì chúng tôi đi là sẵn sàng chết. Còn họ vừa đánh họ còn phải nghĩ đến chủ nhật, về nhà tắm rửa đi khiêu vũ với vợ với con, làm sao mà họ họ chịu khổ được như vậy. Thế nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng thế này nè, cái số phận dân tộc bất hạnh, số là số rời đày, cho nên không chỉ người Mỹ chủ trương cuộc chiến tranh này mà cả cộng sản Việt Nam cũng chủ trương cuộc chiến tranh này nữa. Cho nên rằng là tôi nghĩ đó là sự đau đớn, sự chua chát của lịch sử, của số phận người Việt. Cái lúc mà năm 1959 lúc ông Hồ mà đưa quân vào qua ngã Lào với lại cái đường mòn Hồ Chí Minh đó, là lúc bây giờ cái sự người Mỹ ở trong, tức là họ cũng có một số những người cố vấn này với lại họ cứ gửi ấy thôi, chứ còn thực sự quân Mỹ thì ở trong nước Mỹ, Việt Nam thì chưa có. Thì lúc đó mà ở bên ông Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Việt Nam xô quân 1959, bởi vì họ thấy rằng cái hiệp định Geneva dự trù là 2 năm thì còn phải có cái cuộc tuyển cử mà không thực hiện cái đó nên họ đưa quân mà họ đánh. Theo chị thì cái sự kiện đó, khi nãy mà chị nói là người Mỹ họ chủ trương cái chiến tranh miền Nam, thì như vậy thì ông Hồ với lại miền Bắc có chủ trương cái cuộc chiến tranh đó không? Bây giờ phải nói một cách rành mạch là thế này này. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của bóng tối và của tất cả những sự kiện giả trá. Hồ không hề, hoàn toàn không hề chủ trương cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nhưng sau này ông ta bắt buộc phải đóng vai con rối, bởi vì ông ta là thiểu số cùng với ông Giáp. Và trong khi đó thì đại đa số toàn bộ bộ chính trị cũng như là các ủy viên trung ương đảng trên 300 người là nhất quyết theo tàu để mà thực hiện cái câu là cắm ngọn cờ hồng trên toàn hành tinh đó. Thế và sau này ông Hồ làm những bài thơ để ca ngợi chiến thắng, vân 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 vân, tất cả chỉ là một thứ trò của con rối thôi. Bởi vì thật sự mà nói, Hồ là người tìm đến cách cuối cùng cản cuộc chiến tranh này.
Cho nên người Việt có thói quen hàm hồ, bởi vì người Việt ở miền Nam cũng như miền Bắc là họ không biết lịch sử, thế thôi. Họ không có điều kiện để tìm hiểu và họ cũng không muốn tìm hiểu nữa. Một khi họ đã nghĩ, họ đã kết tội cho một người rồi thì họ cứ như thế, họ theo thói quen họ làm mãi. Thế còn cuộc chiến tranh này thực chất hai người muốn làm, thứ nhất là Lê Duẩn và thứ hai là Lê Đức Thọ. Vì sao? Vì cũng như mọi triều đình phong kiến thôi, cuộc tranh quyền khi con người đã có quyền lực thì cuộc tiếm quyền là không tránh khỏi. Thì Lê Duẩn muốn làm cuộc chiến tranh chống Mỹ để chứng tỏ người Lê Duẩn hơn hẳn Hồ, bởi vì chứng chân chống Pháp thì làm sao bằng chân chống Mỹ được, làm sao hoành tráng được. Và Lê Duẩn có tuyên bố một hai cái nguyên lý như thế này mà sau này tôi mới biết rằng là rất nhiều người tướng đau khổ vì chuyện ấy. Thứ nhất, dân tộc ta là dân tộc anh hùng, chỉ có thắng không có bại. Thứ hai, quân đội ta là quân đội anh hùng, chỉ có tiến không có lùi. Mà điều đó là hoàn toàn điên cuồng và ngu xuẩn. Vì sao? Vì dân tộc ta là dân tộc nhỏ bé, lạc hậu. Chỉ có một cái lòng yêu nước thôi thì phải biết sử dụng nó một cách hữu hiệu. Ngay mạnh như đời nhà Trần thì tướng ta cũng phải lùi về rừng rậm đồng sâu, chờ cho thủy thổ, chờ cho thời gian nó đánh ngã quân Tàu, quân quân Mông Cổ đã, rồi các lúc bây giờ ta mới phản công. Thế bây giờ Lê Duẩn chủ trương là quân đội chỉ có tiến không có lùi, cho nên rằng là có những cái trận mà lính chết đến nỗi suối tắc không chảy được, cả mà vùng trời đất thối rinh lên, bởi vì xác chết không thể chuyển đến đâu được. Mà đài báo ở Hà Nội thì vẫn tuyên bố là chiến thắng. Vì chủ trương như vậy, khi tôi làm việc như là một nhà văn viết thuê, tức là một cái gọi là nhà văn viết thuê hay là gì, đầy tớ viết thuê thì cũng chả biết cho các ông tướng, vì sau đó thì các ông ấy ký tên mà. Tôi biết là trong tướng cũng có rất nhiều người ta thương lính. Người ta phải mạo ra những cái rapport giả để mà ngăn bớt sự điên cuồng hiếu thắng của Lê Duẩn. Đấy. Cho nên lịch sử Việt Nam phải viết lại. Không phải lịch sử Việt Nam, lịch sử của tất cả các nước người ta viết đi viết lại, nhưng đặc biệt Việt Nam, bởi vì Việt Nam quen nói phét nói dối và nói láo rồi. Thế chị, còn cái việc mà ông Hồ mà ông đưa cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam thì sao? Bởi vì cũng như chị nói ban nãy là cuối cùng là cắm một ngọn cờ trên trên toàn thế giới đó, Đấy thì là đó. câu của Mao chủ tịch Mao Trạch Đông. Và lúc đó khi bắt đầu cái cuộc chiến tranh này ấy, là lúc đó tức là đã sau năm 54 thì quyền lực ông Hồ thu hẹp lại dần, giảm lại dần và chỉ là và gọi là gì, đóng vai trò như là một diễn viên thật lớn trên sân khấu chính trị. Bởi vì cùng với ông Hồ là ông Giáp. Bởi vì lúc đó thực quyền nằm trong tay Lê Đức Thọ và Lê Duẩn. Lê Đức Thọ là người trưởng ban tổ chức và tất cả điều hành, bổ nhiệm tất cả các quan chức, tất cả các bộ, thậm chí đến lính gác từng dinh thự là do Lê Đức Thọ nắm quyền. Sau này ấy, thì Võ Văn Giáp có nói một câu cay đắng rằng nếu tôi biết như thế này tôi không làm tướng mà tôi lo việc nhân sự, tức là làm bộ trưởng, à, gọi là gì, trưởng phòng tổ chức của đảng ấy, thì thực quyền là trong tay họ cả. Vì tất cả những người khác nếu mà ho he là họ tiêu diệt ngay. Ví dụ ông Dương Bạch Mai là ví dụ điển hình. Ông Dương Bạch Mai là liều chết phóng xe vào cái nhà sàn ở hộ và tìm ông Hồ ở cái nhà sàn của phủ chủ tịch đấy. Thì sau đó ông Dương Bạch Mai bị đầu đầu chết, đầu độc chết ngay tức khắc. Tất cả những người đi đưa đám Dương Bạch Mai đều được điểm chỉ và đi tù. Và chị nên nhớ là Bắc ngày xưa thì không có lệnh liếc gì cả. Chị đi ngoài đường nó húc cái xe đạp vào rồi là hai bên cãi nhau, đưa đồn công an, thế là chị biến. Tất cả những cái người mà tôi đã từng làm việc như anh Hoàng Minh Chính, anh Kiên Giang cả, thế hệ họ bị tù, họ là những nhà trí thức, vì anh Chính đã từng là bộ trưởng bộ thanh niên trong chính phủ ông Hồ, thì là còn có lệnh bắt
Nguyễn Kiên Giang là vì ông là người một trong người giỏi nhất ở trong tri thức cộng sản, tức là ông có thể đọc được Marx bằng tiếng Đức đó, và ông ấy là biết ngoại ngữ, biết tiếng Nga, tiếng tiếng Anh, thì là còn có danh tính, tức là còn phải có tuyên bố bắt, có công an đến nhà. Nhưng những người khác là cứ bất kể lúc nào tạo ra một cái vụ cãi cọ, tạo ra một cái vụ đâm xe dọc đường, đụng độ nhau, là đưa vào đồn công an, là sau đó là biến. Vâng. Đấy. Thành thành ra tôi nói rằng là lịch sử Việt Nam phải viết lại, phải có một đội ngũ những người trẻ tuổi Việt Nam đủ tâm huyết, có hiểu biết, được đào tạo ở nước ngoài, tức là phải có tinh thần khoa học, trung thực, có danh dự với nghề nghiệp mới làm được. Còn lịch sử của chúng ta mà mạo phạm hết, mạo phạm hết, được chúng ta học trò của Tàu, mà Tàu thì là bọn nói phét và nói láo giỏi nhất rồi, cho nên rằng là học trò thì phải theo thầy thôi. Thưa chị nói lịch sử của chúng ta, đây là chị muốn nói lịch sử trong nước người cộng sản. Hiện bây giờ họ đang có cái những cái chương sử mà họ viết về Việt Nam trong những ngày tháng cận đại vừa rồi, phải không chị? Không những lịch sử của cộng sản mà lịch sử của những người trên cộng sản, triều Nguyễn, triều Nghiếc, tôi nghĩ là tất cả đều phải nhìn lại bằng con mắt khác, bởi vì người Việt Nam là học trò của Trung Quốc, cho nên rằng là họ có thói quen nói phét, nói láo. Em muốn hỏi thêm nữa là sau khi chiến tranh miền Nam, các nhà lãnh đạo miền Nam đã giải thích với quân nhân miền Bắc và dân chúng miền Nam như thế nào khi mà thấy miền Nam, cái nơi mà mình nói là mình đến mình giải phóng người ta, thì họ lại sống có một Phồn vinh đời hơn. giả văn hơn, giả phồn vinh hơn và tự do hơn nữa. Tất nhiên không phải là một cái xã hội tự do hoàn toàn, nhưng mà nó có được như chị ban nãy nói, được có thể với tới ánh sáng và sự thật được đó. Dù nó chưa hoàn toàn là nó. Nói chung họ là những người cũng không lấy gì làm khôn ngoan lắm, cho nên đầu tiên họ giải thích là đấy là sự phồn vinh giả tạo. Cho nên họ mới cấm binh lính, là mỗi lính chỉ được mang một cái khung xe đạp với hai con búp bê thì phải, mấy cái rổ rác nhựa, và lính bị khám ở các đồn ở Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng trước trước là Quảng Trị, Thừa Thiên. Còn sau đó thì tôi đã chuyển sang con đường làm giặc, là tôi không để ý, tôi không để ý, bởi vì tôi cũng không có thời giờ để ý đâu, vì tôi biết là nói phét và nói láo. Thưa chị thì sau khi mà đất nước thống nhất rồi, miền Bắc có gì đỡ hơn không chị? Đời sống có đời gì đỡ hơn không? Người dân miền Bắc á. Chắc chắn nó là phải, nó có phải đỡ hơn vì là bình thông mà. Ít nhất thì miền Bắc chưa bao giờ mà là có nhiều khung xe đạp với búp bê nhựa như vậy. Tôi còn nhớ những cái cậu lính nó chỉ em mà chỉ ước gì mang được chục cái rổ giá nhựa về 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 cho phân phát cho các bà chị. Với lúc đó là cái đồ, thứ nhất là vì người Việt Nam cũng là người thiểu số nữa, họ cũng thích màu sắc, thứ hai là vì ở miền Bắc chưa nhìn đến đồ nhựa bao giờ, chỉ nhìn đến rổ tre thôi, cho nên lúc bây giờ niềm mơ ước của các phụ nữ nông thôn Việt Nam là có rổ giá nhựa vì nó bền hơn và nó sạch hơn, vì tre thì dùng một thời gian thì nó sẽ mốc và phải thay cái khác. Đấy là một sự khốn khổ của một dân tộc, sự nghèo khổ, sự tù túng. Tôi nói thật là cái những cái kỷ niệm về ngày ấy, tôi nhìn đấy người Việt Nam, tôi thấy đúng là một dân tộc bị đày đọa, vì đó là dân tộc của tôi thì tôi không bỏ đâu. Theo chị thì có bao nhiêu phần trăm người dân thực sự là ủng hộ chế độ Cộng sản Việt Nam? Tôi không làm thống kê bao giờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng đến thời đại, đến thời điểm này thì họ đã chán lắm rồi, họ đã chán lắm rồi, nhưng vì lực lượng đàn áp quá lớn và quá mạnh, còn lực lượng dân chủ thì lại quá yếu. Lực lượng dân chủ chưa kịp đánh nhau đã tranh công rồi. Truyền thống, xin lỗi, truyền thống khốn nạn nhất của người Việt, đánh nhau rất hăng, mặc dù là thắng lợi chưa có nhưng đã tranh, là thằng nào lãnh đạo rồi
thậm chí cả mấy ông Việt Kiều như mấy ông Nguyễn Gia Kiểm, Nguyễn Ngọc Giao đây cũng nhờ bà Phạm Thị Hoài hỏi tôi rằng tại sao không phải họ lãnh đạo phong trào dân chủ trong nước. Tôi xin nói thật là tôi không biết dùng danh từ gì, nhưng mà cái hiện tượng ấy mà nó là rất buồn nôn. Bởi vì muốn chống lại cộng sản thì trước hết là hy sinh thân mình đã. Phải biết là cuộc chiến tranh ấy, muốn chống cộng sản thì là phải làm một cuộc đấu tranh ấy buộc phải từ bỏ cả những người thân là gia đình, con cái, bố mẹ, vì họ có thể phản bội ta, vì sợ hãi và vì quyền lợi của họ dù họ không muốn thế. Chứ không phải cái trò làm chính trị như mấy ông Việt Kiều ở đây. Chưa chi đã tranh nhau là ai lãnh đạo. Tôi thấy rất là xấu hổ. Cho nên rằng là tôi nói với chị là tôi chủ trương chiến đấu một mình với cái nhóm của tôi, và tôi có liên hệ với những người khác trên từng vụ việc thôi. Nhưng mà cụ thể tôi không dây với đảng phái nào cả. Tôi thấy rất là hề. Toàn là trò hề. Thế chị ban nãy chị nói của tôi làm loạn rồi, cụ thể là chị làm loạn như thế nào, chị làm những chuyện gì? Thứ nhất là chúng tôi là những người đấu tranh ở trong bóng tối. Cho nên chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi của chị được, vì tôi không phải diễn viên. Cuộc chiến đấu của chúng tôi không phải là cái trò chơi ở câu lạc bộ, cho nên câu hỏi này không có chỗ tồn tại. Dạ vâng, em xin hỏi một cách khác đi, là nghĩa là cái mục đích đó và cái cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của chị trong cái cuộc tranh đấu là để làm gì, để Mục đích cuối cùng và mục đích duy nhất của chúng tôi là lật đổ chế độ cộng sản thân Tàu. Chấm. thế chị thì biết là chị viết rất nhiều tác phẩm ngay ở đây, thì cũng đã có một số, chị có đếm không, chị biết được bao nhiêu tác phẩm mà phải xuất bản ngoài này rồi? Thử xin tha cho, bởi vì thời gian vừa rồi tôi cũng căng thẳng về chuyện đấu tranh. Gần một năm nay tôi có chạm đến văn chương rồi. Cho nên là thôi, chuyện này tha cho. Trước khi mà 75 ở bên đó chị viết rất nhiều sách, nhưng mà chị có nói là chị là một ghost writer, tức là chị có nói là viết viết mướn, ở bên này người ta dùng cái chữ là ghost, tức là cái người viết nhưng mà không có được đưa tên ra đó. Thì Là nhiều tiếng lắm Pháp nó là gọi là nè, không? là tôi không viết cái gì thuê cho ai cả, trừ cho các ông tướng, cho lịch sử chiến tranh và các ông ấy để tên, và tôi thì lấy tiền và lấy hiện vật. Thì đấy, họ gọi tiếng Pháp là ne, rồi tiếng Mỹ là gọi là ghost writer. Thì con số được mấy chục cuốn, vài chục cuốn hay sao? Ý ý muốn biết là chị Thật sự lúc đó thì chỉ chưa có ordinator đâu, phải viết tay thôi. Đã viết cho ông nào xong thì chứ khoảng từ 100-200 trang, mỗi một quân đoàn nó có một, thì làm sao mà nhớ được nữa. Đã gọi là viết thuê thì còn nhớ sao được. Tôi chỉ nhớ điều duy nhất là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh nhục nhã nhất, đau khổ nhất của dân tộc, số lượng người chết như vậy, và tôi phải thanh toán món nợ này, thế thôi. Thưa chị, chị đã bị bắt bớ rồi bỏ tù rất nhiều lần. Họ đã đối xử với chị ra sao, và trong lúc mà trong tù thì chị còn nhớ lại chị đã nghĩ gì, cảm thấy như thế nào không? Họ bắt tôi theo với cái lý do là làm gián điệp cho ngoại bang, ăn cắp bí mật quốc gia bán cho ngoại bang, nếu chị còn nhớ. Thì rõ ràng đấy là một cái chuyện vu cáo hoàn toàn, tôi không làm gián điệp cho ai trừ gián điệp cho tôi. Và từ xưa đến giờ tôi cũng chưa bán được cho ai một xu nào. Trong cuộc chiến tranh này chỉ có tôi móc tiền túi tôi ra tôi tiêu thôi. Thành ra là đấy là sự vu khống. Thế nhưng mà cũng để tránh sự vu khống đó, cho nên là tôi cũng không bao giờ liên kết với bất kỳ đảng phái chống cộng của Việt Kiều nào hết. Và tôi làm cuộc chiến tranh này một mình. Thế còn trong nhà tù gần 8 tháng đó, thì nói thật mà nói là tôi chỉ chửi họ chứ họ không dám chửi tôi. Và cũng có 2 lần tôi xông lên định đấm vào mặt cái ông Vũ Công Nhuận, xin lỗi Nguyễn Công Nhuận, là cái ông đại tá ký lệnh bắt tôi. Chứ không phải là họ đánh được tôi, chỉ có Quang Phòng là thiếu tướng Bộ Nội vụ lúc đầu bắt tôi thì vào dọa là sẽ tống
tống tôi xuống nhà tù để cho bọn tù thường sự ấy nó hiếp và nó đánh. Thì tôi bảo muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mà thật sự khi vào thì tôi đã mài kim rồi, tôi giấu ở dưới cái gầm bàn hỏi cung rồi. Trong trường hợp ấy thì tôi tự xử ngay, tôi cũng không để chúng nó phải lâu la gì. Đối với tôi sống chết nó nhẹ như lông hồng, không có chuyện gì quan trọng. Đã vào đấy là xác định là không có ra, cho nên rằng là sau này khi tôi được tha ấy là xin lỗi chị, nó hoàn toàn là chuyện của trời Phật định, là chẳng nó chẳng chẳng tôi chẳng biết gì cả. Tức là năm 90 có một chị nhà báo Pháp tên là Michelle Manso đến làm phỏng vấn, và bây giờ là cái vẫn là người bạn, chúng tôi vẫn là bạn hơn 20 năm rồi. Thì nhà cộng sản cầm quyền lấy cái cớ đó để bắt tôi, vì sao? Vì trí thức trong nước, gọi là trí thức thôi, nhưng mà nhà văn nhà báo trong nước không bao giờ được phép tiếp xúc với người nước ngoài. Phải thông qua con đường của nhà nước, tức là thông qua vụ báo chí của Bộ Ngoại giao. Thì tôi đương nhiên là tôi đã làm giặc mà, thì tôi cần thì tôi dứt khoát gặp bà ấy thẳng thừng. Nhưng mà tất nhiên chị biết là tất cả những người phiên dịch đều là gián điệp cả. Thế thì khi tôi bị bắt, Michelle Manso về, tất nhiên là chị biết rằng chị là giọt nước cuối cùng, bởi vì lúc đó tôi đã gọi đã in ra rất nhiều bài text để vạch mặt chế độ rồi. Nhưng mà vì tôi lại có cái mác khá to là chống Mỹ và chống Tàu, không những là tôi tình nguyện đi đánh Mỹ, tôi lại là người đàn bà duy nhất trong cái phái đoàn của những cái cineast ở Việt Nam, những người làm điện ảnh Việt Nam lên biên giới. Và tôi nhớ lúc đó ông bác, ông phó giám đốc là ông Nguyễn Tiến Lợi còn đi, thế và đoàn đấy 30 người, có mình tôi là nữ, cho nên ông Nguyễn Tiến Lợi phải nằm làm một cái barrier giữa tôi với những người đàn ông, vì lúc đó tôi chưa già như bây giờ. Thế thì bởi vì tất cả đều nằm trên một cái hang ở trong một ở dãy, nằm một dãy thôi, làm gì có giống như một cái hầm dài trong cái hang ở đồng mỏ. Bởi vì như thế cho nên rằng là họ cũng không thể hạ tôi như những người khác được, bởi vì đó là một sự thật. Đấy. Tất nhiên là họ rất nhiều lần mua chuộc tôi, kể cả đến ông Nguyễn Văn Linh. Thì tôi là người 2 lần làm 2 cuộc chiến tranh như vậy thì không thể nào là kẻ phản bội dân tộc được, cho nên rằng là đảng cố tình lấy lòng. Nhưng mà sau này thì cái cuộc lấy lòng không đi đâu cả, bởi vì tôi không dễ lấy lòng như vậy. Thành ra tôi xin nói lại là trong nhà tù chính tôi là kẻ chửi bới và đánh đập họ, muốn đánh họ, tất nhiên là hai người họ họ ngăn, họ không để cho tôi đấm, nhưng mà tôi là kẻ hành hung đấy, bởi vì tôi không chịu được những cái câu hỏi của họ. Và câu hỏi của họ cứ nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần. Thành ra là tôi bảo tôi đã trả lời rồi thì câm mồm đi, đừng có nhắc lại nữa. Nhưng mà họ cứ nhắc lại, họ mà nghề của họ như vậy. Đấy. Thế còn cái cuộc mà tôi được thoát ra, tôi nhắc lại là do Michelle Manso về đây làm cuộc vận động. Chị ấy lại là nhà báo cũng tương đối thân thiết với bà Daniel Mitrang. Thì bà Daniel Mitrang mới sang Việt Nam đề nghị gặp tôi. Thì nhà nước từ chối. Nhà nước từ chối thì về bà có tuyên bố rằng là cái người đàn bà này, tức là tôi, làm cho bà nhớ lại cái thời bà kháng Đức. Cho nên bà ấy làm mọi cách để cứu tôi ra. Sau lưng bà ấy lại có một người là ông Laurent Fabius, lúc đó là thủ tướng. Và chính ông này mới là người tổ chức cái cuộc chuộc tôi ra khỏi nhà tù Việt Nam với một số tiền là 95 triệu franc Pháp. Lúc đó là tương đương 17 triệu rưỡi đô la Mỹ thì phải. Đấy là người ta tính, còn tôi cũng không tính lắm. Nếu không có 95 triệu franc ấy thì làm sao mà nó thả tôi ngay tức khắc, đến không kịp làm bản tống đạt và lôi ngay ra để làm quà cho cái vụ mà ông Duma sang Việt Nam đó. Nói chung tất cả những chuyện ấy đối với tôi không không định. Nếu nói theo kiểu người Việt Nam, đấy là trời Phật định. Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thưa chị, em trở lại một chút trước khi em câu hỏi về cái sự vận động của chị ra, đó là chị nói là chị có cái kinh nghiệm cũng như là chị chiến đấu mà chống Tàu đó, thì cái năm 79 mà khi mà quân đội Trung Quốc mà đúng là đánh mình ở miền Bắc đó, thì chị có biết những cái dữ kiện gì ở đó và chị cái nhìn của chị như thế nào về cái cuộc chiến tranh Trung Việt khi mà Trung Quốc kéo đến đánh Việt Nam, bởi vì mình đã đụng đến Campuchia
Tôi nghĩ rằng lịch sử nó còn trọng lượng rất lớn đối với đời sống con người, trước hết là đối với đời sống của dân tộc. Việt Nam là một cái học trò nhỏ của Trung Hoa, nhưng mà nếu mà chị biết thì ngày xưa bọn vua chúa Trung Hoa đã nói câu là nhất liêu nhì Việt, tức là trong đám chư hầu của nó có hai thằng mất dạy nhất, cứng đầu nhất, phản chắc nhất là Hàn Quốc và Việt Nam. Thế thì người Việt cổ ngày xưa ấy là không bao giờ muốn, thật sự muốn phục tòng tàu cả. Cho nên khi chịu nô lệ thì vẫn cứ nuôi ngầm, lúc được khởi nghĩa là đánh. Cái giai đoạn mà thế giới này bị lâm vào cái chủ nghĩa cộng sản như một cái thứ gọi là utopia, ảo tưởng lớn nhất của loài người đó, thì Việt Nam trở thành đứa em của tàu. Nhưng thật sự thì trong thâm tâm những người lãnh đạo Trung Hoa thì Việt Nam vẫn là một chư hầu thôi. Tôi cho là lịch sử nó có đời sống rất dài. Bây giờ chị nhìn lại xem thì ngần mấy bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng cuối cùng chiến tranh lại nổ ra giữa người Israel và người Ả Rập. Đó là sự nối tiếp lịch sử. Rồi có một nước nữa mà tôi cũng nghĩ rằng là cái dấu ấn lịch sử nó rất nặng, đó là cuộc chiến tranh của cái nước Nam Tư cũ, nó gọi là gì, yêu tôi quên mất tên rồi, nhưng mà giữa người Croat, người gì đó của nước Nam Tư cũ đó, giữa người Séc và người, thì tôi nghĩ rằng cái lịch sử ấy nó mạnh hơn chúng ta tưởng và nó lâu dài hơn chúng ta tưởng. Và từ lâu rồi tôi không có ảo tưởng gì là có một cái sự bình đẳng giữa người Trung Quốc và người Việt Nam cả. Có một cái chuyện như thế này năm 79 xảy ra. Trước năm 79, chị có cần nghe điện thoại không? Không không, em không cần. Em không cần, em cắt được rồi. Trước năm 79 thì là cái thời kỳ đại nhảy vọt của tàu. Thời kỳ đó tàu đói hơn Việt Nam. Bởi vì chị nhớ cái thời kỳ đẩy nhảy vọt là mấy chục triệu người chết đói đó. Nhà nọ đổi xác chết người thân ở nhà kia để khỏi ăn thịt bố mẹ mình đấy. Chị có biết chuyện đấy không? Đấy, vậy thì lúc đó là tàu đói hơn Việt Nam. Lúc bây giờ con gái tàu nào mà lấy được một ông nùng, ông mán thì người Việt Nam là sung sướng lắm. Bởi vì ít nhất còn có chai mỡ lợn, còn có một miếng thịt lợn muối, còn có chai dầu vừng, dầu lạc để mà ăn. Có cái hiện tượng người ta kể là có cái ông tàu sang thăm con gái lấy chồng bên Việt Nam mà húp mỡ đến nỗi tắc cổ chết, bởi vì đói lâu quá rồi, mẹ lạnh nữa. Thế thì lúc đó có một cái chuyện là có một cái cậu thợ mộc, bố con cậu thợ mộc sang Việt Nam để kiếm sống. Thì ông bố chết dọc đường, còn cậu con này sau này tìm được một nhà ở Lạng Sơn. Thế và cũng rơi đúng vào một nhà thợ mộc, thì ông này lại chỉ có một con gái không, thì mới lấy cậu ta vào. Và như vậy là coi như cậu ta là chuột rơi vào chính gạo, là trở thành con rể ông ấy, cũng cậu cũng khéo léo. Thế và như vậy là ở với cô người Việt này ở ở Lạng Sơn là có ba đứa con. Đến năm 79 sang, chị biết làm gì, khi quân tàu tiến sang nó ném lựu đạn cho cả vợ và con chết. Nó chính là vợ con nó đấy, không hề hối tiếc, để quay trở lại nước tàu rồi sẽ lấy vợ tàu. Cái hiện tượng này có thể chỉ là một chuyện thôi, nhưng mà nó có một cái dấu, nó có một cái bề dày tâm lý khủng khiếp mà trong đó. Và hồi đó tôi đã nghĩ rằng là tưởng giới thạch và Mao Trạch Đông chống nhau. Nhưng nếu mà để nhìn về Việt Nam, để bàn về Việt Nam và để cai trị Việt Nam thì chúng nó sẽ là một ruột. Tức là Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch sẽ là một đối với cái nước Việt mà nó cho là chư hầu phản trắc, chư hầu cứng đầu, hoặc là bọn chó Việt Nam như bây giờ trên các sheets của tàu nó gọi đó. Và sự thực đó là đã có từ lâu.
Chị thì họ đưa bao nhiêu quân xuống một mình chết hết bao nhiêu, những cái cảnh đó chị chứng kiến tận mắt chị thấy nó như thế nào? Cảnh chết chóc thì đương nhiên là tôi chứng kiến, và cái chứng kiến rõ nhất là cái đồi mà nó đánh sập, trên đó lính Việt Nam và dân Việt Nam trú ngụ trong đó chết mà không thể ra được ấy. Thì khi chúng tôi lên thì từng đàn ruồi bay lên, bởi vì nó ăn thịt người mà, thì những cái con ruồi nó béo đến mức độ nó bay, nó tức là nó từng đám một đen đặc thế mà nó cứ bay rồi nó lại lả xuống ngồi rừng, bởi vì nó không bay lên được vì nó béo quá. Nhưng mà cái mùi thối thì khủng khiếp, sau này cũng không thể nào móc lên được, thì cũng phải phải lấp đất đi thôi. Thế nhưng mà lúc đó lính tàu chết cũng nhiều, không phải là không. Chính Đặng Tiểu Bình đã phải dùng một cái câu là để giết gà đã phải dùng đến dao mổ trâu, là vì thế. Vì lúc đó nó cũng không ngờ là lính Việt Nam là chiến đấu cũng cực kỳ là dũng cảm và là trứng chọi đá, nhưng mà dầu sao thì tàu chết rất nhiều. Chết đến mức độ mà sau này những cái con lợn hoang ở chung quanh các thành phố đi ăn toàn xác người, không thể mang về tàu hết được, mà nó không có xăng như lính Mỹ để mà dội mà bộ đốt đi được. Thế còn con số thì xin lỗi là tôi không có ghi và tôi cũng không có. Thế chị thì trở lại vấn đề, chị nói về cái vấn đề lịch sử nó là một cái ám ảnh đối với cái tâm lý của con người ta, đến độ mình không có lường trước được. Và chị nhắc đến cái dũng cảm của người Việt Nam để chống tàu khi năm 79 khi nó xuống đó. Bây giờ mình nhìn lại ngày hôm nay đó, trên Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì chúng ta thấy rõ là không ai chối cãi là cái sự xâm lấn của người Mỹ trên biển đảo, xin lỗi, của người Trung cộng trên biển đảo đối với đất đai của Việt Nam, mà mình hình như không có được nhìn thấy cái tinh thần dũng cảm đó nó xảy ra ngày hôm nay. Chị chấm biết cái suy nghĩ của chị đó nó như thế Trước nào? hết là không phải chỉ có Trung 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 Quốc lục địa nó xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa đâu. Tàu Đài Loan vừa rồi nó cũng mang quân đến diễu tập để tranh đất. Và như vậy tôi nói lại một lần nữa là Đài Loan hay Trung Quốc tưởng giới thạc hay Mao Trạch Đông là một thôi đối với người Việt. Và đấy là họ là những cư dân của một đế quốc và họ nhìn nước Việt như là một thuộc địa của họ, như một chư hầu của họ, và họ cái nhìn đó dù ngôn từ thay đổi nhưng về mặt tiềm thức là không thay đổi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai hiện nay là người Việt vẫn có tinh thần chống tàu chứ không phải không, nhưng chế độ cộng sản hiện giờ ấy, là đàn áp một cách khủng bố, khủng khủng khiếp, đàn áp một cách khốc liệt. Chị nên nhớ rằng là kinh phí quốc gia của Việt Nam là gần một nửa là chi phí để nuôi công an, chìm, toán lại là bộ máy đàn áp. Tất cả những cuộc biểu tình chống tàu đều bị đàn áp cả. Thế và nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện giờ là nhà nước Tô Định. Vì thế nên Vì thế cho nên rằng là tôi không biết như thế nào, nhưng mà chúng tôi khi còn sống thì chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Và mục tiêu duy nhất của người Việt bây giờ muốn lật trang lịch sử là phải quên quá khứ đi. Và chỉ còn một mục tiêu là lật đổ chế độ cộng sản thân tàu. khi nói, chị nói cái chữ là cộng sản thân tàu, Có nghĩa là à chính cộng quyền Hà sản Nội. là chính quyền Hà Nội, dạ vâng. Tại vì có sợ, có thể là chị nghĩ là mọi cái hình thức cộng sản đều là phải bỏ hết hay sao? Đương nhiên. Em biết là cái này báo chí nói rất nhiều và em cũng biết, nhưng mà em một lần nữa là những người audience của em không biết gì hết, thì chị đã đến Pháp trong cái hoàn cảnh chị có kể với em đó, thì chị nhớ những cái ngày đầu tiên mà khi đến đây, khi mà họ chị kể tiếp là khi mà nó đưa chị thẳng từ nhà tù đi ra đó, thì cái hành trình đi tự do của chị nó như thế nào, chị kể cho em biết và audience của em nó biết đấy. Năm 91 thì là họ bắt tù tôi và sau đó thả ra, nhưng sau đó thả ra thì tôi có rất nhiều lời mời nhưng mà họ không giải quyết. Đến năm 94 thì lúc đó hội nhà văn Pháp, một nhóm nhà văn Pháp thôi, tôi chẳng lẽ
có lời mời và tôi cũng chấp nhận đi, vì lúc đó là tôi có tiền xuất bản sách. Tôi không bao giờ chấp nhận đi nếu đây là một cái thứ books hay là một cái thứ viện trợ, bởi vì tôi là người, tôi chủ trương độc lập về tất cả mọi mặt, chính trị như trước tiên là tài chính. Đấy. Thì lúc đó tôi được anh Phan Huy Đường là người dịch sách cho tôi thông báo là có một số tiền để có thể thuê nhà ở đây. Thế và anh ấy và cô Nina MacPherson là người dịch Mỹ của tôi thuê cho tôi một cái studio ở đảo Isle Saint-Louis. Thế và anh nói là sang thì có tiền, cho nên tôi mới sang. Và lúc bây giờ nhà nước nó cũng thuận, nhưng nếu có hai điều kiện nó hội nhập, một là nhà nước nó cho đi và đồng thời tôi cũng có thể tự chủ về kinh tế thì tôi đi. Thì tôi sang đây như thế, tôi ở bên này 6 tháng. Thì ở 6 tháng đấy tôi đã gặp một số Việt kiều ở đây và sau đó tôi đã nói với chị rồi, sau khi tôi gặp họ tôi quyết định là không thể liên hệ với bất kỳ nhóm nào, không thể kết hợp với bất kỳ nhóm nào vì vô nghĩa, họ không hiểu. Họ không hiểu, họ ở đây họ làm các nhà cách mạng salon, họ làm trò để giải trí ngày chủ nhật, và tôi không thể giờ. Mà sau đó thì đến đầu năm, đúng đến đầu năm 95 thì nhà nước Pháp có lúc đấy vẫn còn chính phủ Mitterrand, tôi không nhớ rõ ràng, nhưng lúc lúc còn chính phủ Mitterrand thì họ có cử một cử công an đến nói là bạn Daniel Mitterrand nói là tôi có thể ở lại đây coi như một tị nạn politics. Thì tôi nói tôi rất là cảm ơn nhưng tôi không không ở được vì các đồng chí của tôi không bỏ các đồng chí của tôi. Họ lại còn già hơn tôi nữa ở Việt Nam được. Lúc bây giờ những cái đội ngũ trẻ chưa có ai cả. Chỉ có mấy người già chiến đấu lóc góc với nhau thôi. Thì tôi phải về. Tôi phải về thì đến biên giới, đến đến sân bay là họ tịch thu passport của tôi rồi, biết từ đó là 10 năm tôi ở trong nước không đi được đâu cả. Mãi đến năm 2005 tôi mới được một cái giải văn chương là Green Gian Cavour của Ý. Thì lúc đó là toàn bộ sứ quán Ý là tập trung vào để yêu cầu nhà nước Việt Nam phải cấp passport tôi. Thì do đó tôi mới xuất ngoại được. Thì tôi sang Touraine lĩnh cái giải đó rồi sau đó tôi trở về nước. Tôi trở về nước thì một năm sau là năm 2006 nhà xuất bản Sabine Vespierge mời tôi sang đây để ra mắt cuốn Terre des Oublis. Lúc đó tôi tính là sẽ ở đây một tháng và sau đó tôi có một chương trình cộng tác với một người bạn Mỹ viết một cuốn sách về lịch sử Việt, về lịch sử của chiến tranh Việt Nam đấy, bởi vì tôi nghĩ là cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ là hoàn toàn hai bên nhìn hai con mắt khác nhau, con số đưa ra khác nhau và tất cả là đều là những cái sự thật mà tôi được biết ấy, thì chưa ai biết cả. Mà sự thật ấy thật ra tôi cũng chỉ tìm được khi mà tôi làm nag là cho các ông tướng thôi. Thành ra tôi có ý định cộng tác với một người Mỹ để viết cuốn sách đấy và lấy tên là đặt tên lại cho một cuộc chiến tranh, tức là De baptize une guerre. Thế nhưng mà sang đây thì lúc đó của cuốn Trốn vắng tức là Terre des Oublis ấy, nó cũng có một cái thành công cũng khá ở trong nước Pháp. Thì Sabine mới bảo tôi rằng là mày ở lại tiếp tục viết cho tao một cuốn nữa. Thì lúc giờ tôi mới nghĩ đến cái cuốn Oceanid là tôi viết để trả trả nợ cho thằng Lưu Quang Vũ, vợ chồng nó là bạn tôi cả, đều bị cộng sản giết và trả thù cho những người mà bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ giết. Toàn bộ là chìm trong bóng tối. Thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở lại đây để viết cuốn Oceanid rồi tôi đi Mỹ. Nhưng mà đến năm 2007 thì sách vừa viết xong thì tôi bị mất hết giấy tờ. Tôi bị mất ở trong một vụ ở Marseille đấy. Thì là tôi đương ngồi ở trong xe, xe chạy chậm thì những cái thằng ăn cắp kia nó đi xe ngược lại và nó giật cửa ra, nó giật cái túi trong đó toàn bộ kể cả tiền mặt lẫn các credit rồi, như mà passport quan trọng nhất là tất cả các giấy tờ, bởi vì khi tôi đi đâu tôi phải mang theo đấy. Chị biết rằng là dưới chế độ Sarkozy là người da vàng có thể bị bắt bất kỳ chỗ nào, tống giam sau 4 tiếng đẩy ra khỏi biên giới nếu không mang giấy tờ.
Thế lúc đó mất hết cả passport lẫn visa thì tôi vào đồn cảnh sát Marseille khai, thì cảnh sát nói luôn đây là băng băng cướp của Đông Âu và chúng tôi không thể tìm lại giấy cho bà được, có nghĩa là tuyên bố thẳng thắn là chúng tôi bất lực đấy. Nhưng sau đó thì anh ta lại hỏi tôi rất lâu tại sao chị mang theo những 3.000 euro tiền mặt. Thì tôi rất bực, tôi nghĩ rằng bọn này khốn nạn thật, tức là ở một nước và tự gọi là hùng mạnh mà nó tuyên bố rõ ràng là không lấy, không thể tìm được giấy tờ của người mất, không, tức là nó không bảo đảm an toàn cho người công dân, thế mà nó lại gây, nhưng mà trong khi đó nó hoạnh rất là lâu. Thế tôi lúc đó tôi nói rằng là tôi có một ông bạn bây giờ anh chết rồi, đó là Hoàng Ngọc Hiến. Thế anh ấy ở trong, người ta ở trong ô tô kìa, người ta sang đây không có giấy tờ, không có tiền nong, không có tiền nong, không có card blur, không có gì cả, tôi phải lấy tiền mặt đi, tôi không buôn bán gì ở đây cả. Thế lúc giờ ông Hoàng Hiến đang đứng xe, thì cái cậu cảnh sát nó ra nó nhìn thấy mặt ông Hiến nó mới thôi. Và đó là kỷ niệm rất tồi tệ tôi đối với nước Pháp của Sarkozy, rất tồi tệ. Sau đó tôi qua 3 năm không giấy tờ ở đây, và chị biết rằng không giấy tờ nước Pháp dưới thời Sarkozy là cực kỳ khốn nạn, phải hết 3 năm sau đến năm 2010 tôi mới lấy lại được cái thẻ, gọi là thẻ lao động 10 năm đấy. Nhưng mà nói chung là cái thời gian ở đấy cho tôi những kỷ niệm rất xấu với nước Pháp. Và tôi cũng rất hiểu là những cái thân phận người da màu, những người sans papier ở nước Pháp là như thế nào. Chị ban nãy chị có nói đến nước Pháp đã chuộc chị 95 triệu franc đó, thì chạy sang đây chị có dịp gặp bà Mitterrand hay là ông không? Năm 94 tôi sang đây thì bà Mitterrand có mời tôi đến văn phòng của bà ấy làm việc. Đó là một con người cực kỳ tử tế, cực kỳ giản dị. Và tôi phải nói là đúng là ân nhân của tôi, vì đấy là cái người mà tôi chẳng quen biết gì cả. Họ chỉ đọc hai cuốn sách của tôi thôi, và họ nhớ lại thời kháng chiến của họ, và họ tìm thấy được đồng cảm với một người chiến đấu như tôi. Và làm thề, bà ấy là thề làm tất cả mọi chuyện để cứu tôi ra. Tôi rất là cảm động. Thế sau đó thì bà ấy muốn mời tôi đi ăn cơm, tôi từ chối, bởi vì mình phải biết sự giới hạn của mình cũng chả phải bạn bè cho người ta mà đến ăn cơm cả, nhưng mà rất tử tế. Sau đó thì tôi không đến ăn cơm thì bà có nhắn lại với tôi trước khi tôi về là phải hết sức cẩn thận, bởi vì những người lãnh đạo Việt Nam nó chỉ là những tù trưởng thôi, bà dùng chữ sếp là tribi, cho nên rằng là thôi tranh đấu thì cứ tranh đấu, nhưng mà phải biết cẩn thận. Đấy là cái óc của những kẻ tù trưởng, tức là nó không có luật pháp gì cả đấy. Thì đấy là kỷ niệm cuối cùng của tôi bà ấy. Phải nói rằng là tôi cũng có may mắn là có rất nhiều người bạn Pháp, như Michel Manso chẳng hạn là bạn rất trung thành, hoặc một người bạn nữa là Pascal Bridon là người làm việc lâu năm ở trong tổ chức Liên Hợp Quốc về y tế ấy. Thì đấy là những người bạn rất trung thành từ lâu năm. À, thưa chị, bây giờ coi như là cái thân phận của chị là một người mình sống lưu vong, chị có nghĩ là cái Không, tôi không giữ lưu vong, tôi dạ. không phải là Việt kiều immigré, tôi không có chủ định, tôi là người đi lao động, nhưng tôi bị mất giấy tờ, thành ra là những cái người nói tôi là tị nạn ở Pháp Quốc là hoàn toàn sai, tôi chắc có tị nạn gì cả. Tôi bị mất giấy tờ và cái đó là cái rủi ro tôi, và bọn cộng sản cảm thấy đó là điều may duy nhất để chúng nó trả thù tôi là không cấp lại passport nữa. Thành ra tôi cuối cùng tôi đành phải chấp nhận là lấy, mà lại dưới chính phủ Sarkozy là cánh hữu, cho nên là tôi đành phải lấy giấy tờ là người lao động 10 năm thôi, nhưng tôi hoàn toàn không có tị nạn gì cả, tôi đi làm việc. Coi như là cái visa của chị tại nước Pháp là đi lao động thôi, 10 năm. Vâng, Dạ nó đi lao vâng. động. Dạ vâng. Như vậy chị dự tính trở về ạ? Tôi chưa thể nói với chị được, bởi vì cuộc đời tôi là cuộc tranh đấu. Cho đến giờ, dù là rất ít hy vọng, chúng tôi vẫn tiếp tục. Tình hình rất đen tối, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Và khi tiếp tục thì tôi không thể nói gì được cả. Thưa chị ban nãy chị nói nó cái tình hình nó rất đen tối, bây giờ nó gọi là cái viễn ảnh của nước Việt Nam trong 5-10 năm sắp tới, theo chị nó là gì? Cái đó thì chị phải hỏi rồi, tôi không biết được. Thế còn cuộc chiến đấu của chúng tôi thì tiếp tục.
Nhưng mà vì cuộc chiến đấu của chúng tôi là trong bóng tối cho nên không không thể nói với ai được cả. Thưa chị, ước mơ của chị cho bản thân chị, cho gia đình của chị và cho đất nước là cái gì, chị có thể chia sẻ? Ước mơ duy nhất của tôi là lập trang cho dân tộc Việt Nam, tức là phải lật đổ được chế độ này. Người Việt Nam phải nhìn ra thân phận của họ, họ phải từ bỏ những cái phần thối rữa của truyền thống, họ phải từ bỏ tất cả những cái tính xấu xa mà cái dân tộc này đã nhiễm phải khi mà sống lâu năm với cái chế độ phong kiến. Nó đã bẩn thỉu rối rá rồi, chế độ cộng sản lại còn rối rá bẩn thỉu hơn. Họ phải nhìn thấy rằng họ phải từ bỏ những cái phần thối rữa đó, ví dụ như là hành vi lưu manh, tính gian dối, tính nói dối, rồi là đại loại là một hệ thống tham nhũng, một cái cuộc sống không lành mạnh nó trở thành thói quen. Tất cả những cái đó người Việt Nam phải nhìn thấy, và như thế người Việt Nam dù đừng có nhắc lại bên thắng bên thua nữa, không nên bới lại cái xác chết ra người mãi, bởi vì đấy là phẩm chất của những kẻ bị chìm tàu, phẩm chất của những kẻ nô lệ, phẩm chất của những con vật bị rơi xuống cái hố của lịch sử rồi không bao giờ nhảy lên được nữa. Muốn nhảy lên thì phải nhìn lại bản thân mình, phải biết đau khổ, phải biết nhục nhã, phải biết quên quá khứ đi thì mới có thể lật trang được. Cuối cùng ước mơ của chị là cái gì cho quê hương mình chị? Ước mơ của tôi duy nhất là lật trang cho người Việt, là tiêu diệt chế độ cộng sản. Chúng em đây đó thì cái audience này là trẻ sinh ra lớn lên ở cái nước Mỹ, và một số khác thì là người Mỹ trẻ, thì chị có điều gì nhắn lời? Dạ không ạ, tôi không phải chủ tịch, cũng không phải nhà lãnh đạo, không người cầm bút ở cái cương vị. Dạ không, tôi rất rất là dị ứng đối với tất cả những cái cuộc nhắn gửi, tôi không có nhắn gửi cho ai hết. Ai cùng nghĩ như tôi thì cứ việc hành động. Tôi không có tham vọng làm nhà cầm quyền, không bao giờ tôi thích có diễn ngôn với ai hết. Chia sẻ, dùng cái chữ chia sẻ đi thì có lẽ đúng hơn. Dạ, qua tự... kinh nghiệm của chị thì... tất cả những gì chị cần thiết thì tôi đã nói rồi. Dạ. Thế nếu mà những cái điều tôi nghĩ mà ai đó muốn chia sẻ thì cứ việc tự nhiên. Dạ. Còn tôi thì không phải chủ tịch, tôi cũng không bao giờ có tham vọng làm tổng thống hay là chủ tịch nước, không, tôi không hề có một chút tham vọng nào. Cho nên tôi không có cái hứng thú gì để mà nhắn nhủ ai hết. Dạ vâng, thưa chị thì nãy giờ em cảm ơn chị đã nói với em rất nhiều những cái điều mà chúng em cần tìm hiểu, và có những cái chị không thích mà chị vẫn đã trả lời cảm ơn chị. Thì còn cuối cùng có điều gì chị muốn nói nữa không qua cuộc phỏng vấn này? Không, cảm ơn. Tôi chỉ trả lời duy nhất những điều câu hỏi tôi, không có nhu cầu gì. Dạ vâng, dạ. Em một lần nữa xin thay mặt các em trẻ xin chân thành cảm ơn chị. Em biết có những cái lấy trong quá khứ nó khiến hiểu chị, những câu hỏi ngớ ngẩn làm cho chị bực mình, nhưng mà không, không bực mình nữa lắm. Tôi cũng không đến nỗi nóng tính thế đâu, nhưng mà làm được việc gì giúp được cho cô hoặc là cho ai đó thì tôi cũng cảm thấy điều đó là vui lòng. Em thực sự chân thành cảm ơn chị, cũng như là chị nói là cái lịch sử của mình nó bị dối trá, nó nhiều quá, nó cứ thành thử ra đi tìm, đây là chúng em cũng là đi tìm cái gì đã xảy ra bên kia, thì mình biết được cái một cái góc cạnh mà nó gọi như là chị nói là chị là nhân chứng ấy, thì chúng em cũng rất là cảm ơn, bởi vì những cái điều chị nhân chứng nó là máu, là nước mắt của chị, chứ không chỉ phải là một cái câu chuyện giản dị giữa hai người ngồi nói chuyện, mà chị phải tích tụ vì chị kinh qua mà chị nói, đó là chúng em rất là cảm ơn từ trong thâm tâm. Không phải máu và nước mắt của riêng tôi, mà máu và nước mắt của rất nhiều thế hệ người Việt đã ngã xuống một cách oan uổng trong một cuộc chiến tranh mà tôi đã nghĩ rằng đáng lẽ không nên có. Cái điều mà tôi đến bây giờ tôi rất
đau khổ và nhục nhã là vì người Việt rất thích bới lại cái xác chết để ngửi. Họ tiếp tục đánh chửi nhau trên cái xác chết đó. Tôi thấy điều đó là tăm tối, một cái đầu óc rất tăm tối. Và người Việt nếu tiếp tục như vậy thì không bao giờ có thể thay đổi số phận được.